Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong những ngày tu học do đoàn hành hương quý Phật tử khắp nơi về thành một nhóm, và sau một chuyến đi ở phía miền Tây Canada, đây là điểm dừng cuối cùng quý vị đã dừng lại tu viện Tây Thiên để tu tập. Mình đi như vậy thì cũng có cái hay, tức là sau một chuyến đi 7 ngày ở các nơi tham quan, cũng giống như đi mình đi một vòng ngoài đời vậy đó. Sau khi mà mình chứng kiến, thu lượm, giao tiếp mọi thứ, thì bắt đầu mình đã trải nghiệm tác pháp ở ngoài đời rồi, thì bây giờ bắt đầu mình đi vào trong một cái môi trường khác. Và khi mình thấy một cái môi trường yên lắng, mình đi xong một vòng rồi mình thấy cũng bình thường thôi, mọi việc cũng vậy thôi, cũng nhà cửa cũng vậy thôi, có phải không? Trước khi mình đi, mình cũng muốn đi tham quan coi đất nước Canada như thế nào, rồi hay là ai ở Canada mà chưa được đi Vancouver thì muốn đi Vancouver BC coi ra thế nào. Nhưng mà đi xong rồi thì mình thấy mọi thứ cũng vậy thôi. Nhưng mà cái đó là cái chân lý. Khi mình chưa đi, mình nghe đồn xong rồi mình tới đó rồi cũng vậy thôi. Cái cuối cùng là mình hiểu ra tất cả các pháp nó cũng chỉ là như thế thôi, rồi mình trở về với cái yên lắng của chính mình mới là cái điều quan trọng nhất. Quý vị có tập hợp rần rần rồi cuối cùng tối cũng phải về phòng yên lắng một mình, có vui nhộn cỡ nào rồi cũng phải có những lúc vắng lặng. Vừa rồi Pháp Hòa đi bên Lào thì tới một cái nơi đó ở đó, thì ngay cái thành phố, thì khoảng chừng 8 giờ 7 8 giờ tối là mình nghe tiếng nhạc nó âm 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 âm, thì ra là mình ở sát bên một cái club mà cái chỗ mình ở, cái hotel thì nó 2-3 tầng vậy nè, khoảng 2 tầng, thì ở dưới thấp mình là một cái club, cho nên là mình sát bên vách mà nó lại thấp hơn mình, cho nên cái tiếng nhạc bao nhiêu là nó dồn lên trên này. Thì các vị mới nó chết mồ rồi, kiểu này sao ngủ. Mà cái phía mà cũng cái building đó, mà cái phía góc khác thì còn đỡ, chứ Pháp Hòa là nằm ngay nó luôn, cái phòng Hòa là ngay cái club luôn. Nhưng mà hay lắm, đúng 12 giờ không còn nghe một tiếng gì nữa hết. Đúng 12 giờ kia, đó là làm sao? Ồn cỡ nào ồn, quy luật là 12 giờ là anh không được làm ồn hơn nữa. Ở Canada cũng vậy, ngày thường từ thứ hai tới thứ năm, thứ sáu, thứ năm mình làm ồn maximum là tới 9 giờ tối thôi. Rồi cuối tuần hay những ngày lễ khuya lắm là 1 giờ sáng thôi, không thể hơn, tại vì người ta có thể thưa mình do mình làm ồn, mình không để cho hàng xóm nghỉ ngơi đó. Thì đại khái ở đây Pháp Hòa muốn nói, mình làm gì làm thì cái cuối cùng mà chúng ta cũng trở về cái vắng lặng của chính mình. Ồn ào cỡ nào rồi cũng phải, cái đó chỉ là cái tạm. Cái mà thường nhật nhất của chúng ta chính là cái giây phút bình lặng yên lắng của mình. Thì cái giây phút này là chính thật, là giây phút mà cuộc sống đời thường của mình, giống như nhà mình vậy đó, lâu lâu có khách. Còn cái bình thường của mình là mỗi ngày vợ chồng con cái đi làm về sống chung rồi ăn cơm rồi sinh hoạt bình thường, đó là đây là cái ngày thường của mình. Còn lâu lâu nhà mình có khách có tiệc, đó là lâu lâu, chứ không phải cái mà thường xuyên chúng ta có. Cho nên ngày xưa ông Tô Đông Pha, ông nghe người ta đồn có một cái dòng sông Triết, là Triết Giang á, nó có những con sóng rất là đẹp, và ở núi Lô á, mây bay rất là đẹp, mùa sương ở núi Lô đẹp lắm. Đời người mà ai chưa được đi hay tới chỗ này á, chưa được thấy dòng sông Triết Giang, chưa được thấy mùa tỏa ở trên núi Lô là một cái ân hận của đời người. Cho nên ông nhất định ông phải đi một chuyến.
Ông khi ông đi rồi thì ông bắt đầu về ông ngộ ra, ông làm bài thơ: Mù tỏa lô sơn sống triết gian, khi đi chưa đến hận vô vàn, đến rồi cũng thấy đâu gì khác. Mù tỏa lô sơn sống triết gian, đến rồi cũng thấy đâu gì khác đâu, thì cũng là sương mù ở trên núi lô, cũng là sống ở trên triết gian thôi. Nhưng mà tại vì cái gì người ta đồn tức là mình phải đi tới đó, phải không? Mù tỏa lô sơn sống triết gian, triết gian là mù tỏa lô sơn sống triết gian, khi đi chưa đến hận vô vàng. Mình đi mà chưa tới được đó. Đến rồi cũng thấy đâu gì khác. Cho nên ông cái bài là Lô Sơn chân diện mục, Lô Sơn trong diện mục là nghĩa là cái mặt thật của Lô Sơn, nghĩa là cái mặt thật của cuộc sống này, gọi là chúng ta hiểu là như vậy đó. Quý vị thấy mình nghĩ là ở Việt Nam hay là ở đất nước nào, thành phố nào mình sống không đẹp bằng cái chỗ đó, nhất định phải đi cho tới được. Đến rồi thì cũng vậy thôi, cũng là building, cũng là xe cộ, nhà cửa, mọi thứ thôi. Vị đáo bình sinh hận bất tiêu, chưa đến. Vị đáo là chưa đến. Bình sinh là cuộc sống bình thường hàng ngày của mình là hận lắm, chưa có thể tiêu tan được. Vị đáo bình sinh hận bất tiêu. Thì đó là cái mà quý vị đi một vòng rồi, rồi trải nghiệm rồi, rồi bây giờ cái vui, cái bình thường nó qua rồi. Bây giờ mình thấy mọi thứ nó cũng đi qua rồi, bây giờ cái cuối cùng là đây. Cũng giống như mình còn trẻ, mình đi làm, đi ăn, đi chơi mọi thứ, nhưng cuối cùng chúng ta muốn là gì? Về già có những giây phút hưởng nhàn. Cho nên khi nào mà mình an tịnh, mình sống được với cái bình an thường nhật tĩnh lặng mỗi ngày, là mình biết là mình có được cái bản chất của sâu lắng, của cái nội tâm. Và chính người nào mà sống được như vậy có cái nội lực, có cái nội lực sống nội tâm nhưng mà không có khổ. Có nhiều người ta hiểu lầm, người ta nghĩ sống nội tâm là gì? Suy nghĩ lo lắng cái kiểu vậy đó, cho nên rầu rĩ lắm, lúc nào nhìn cũng thấy có vẻ như là hết siêu bách, không có mùa xuân. Tại vì sao? Tại vì không chuyển hóa được, ôm ấp nhưng mà không chuyển hóa được. Còn mình ôm ấp nhưng mà sau đó mình ngộ ra được, mình nhận ra được, mình let go. Cho nên một trong những cái mà mình phải thực tập đó là xả. Xả tiếng Anh dịch là let go, từ bi hỷ xả. Mà khi nào mình let go được á thì mình mới nhẹ nhàng. Ở đây bài hát mùa đông mà cho cái mùa Giáng sinh đó, trong đó có câu là Let it snow, let it snow. Thì bây giờ các bài đó được đem vô chùa hát đó, let it go, let it go. Mình làm sao mình buông xả được là mình có được an lạc. Cho nên sau khi mà mình ôm ấp, giống như xin lỗi đại chúng, mình ăn một dĩa cơm vô rồi thì dĩa cơm này nhất định phải được tiêu hóa, thì sáng ngày mai mình mới khỏe và có thể ăn tiếp. Còn nếu mình ăn một dĩa cơm vô nó không tiêu gì hết, nó cứ ngăn ngực, nó ở cổ mình, nó khó chịu quá, thì bắt đầu phải đi kiếm thuốc uống, làm sao mọi cách để nó tiêu cái dĩa cơm đó, để gọi là mình khỏe được. Thì cũng như thế, trong cuộc sống này mỗi ngày có những việc nó đến với mình, chúng ta phải làm sao chúng ta tư duy quán chiếu và nhận được đó, nhận chân được cái chân thật của nó. Chân thật của nó là gì? Duyên hợp giả có. Thí dụ ha, người ta nói mình một câu nghe mình tức. Tại sao mình tức? Tại vì cái nhĩ căn mình nó còn tốt. Rồi sao nữa? Mình còn cái nhĩ căn còn tốt và có một tiếng nói đi tới thì lỗ tai mình tiếp nhận, mình nghe,
Và cái nhận thức của cái nghe, nó nhận thức nó nói trời ơi, câu này nặng nha, câu này nói nặng tôi lắm, nó bốc tôi đó. Phối hợp ba thứ lại, âm thanh của người đó nói, lỗ tai mình có để nghe, cái căn á, căn tai nó nghe, và phân biệt đây là câu nói nặng. Buồn, buồn. Đó là duyên, duyên nó đủ mà, ba cái duyên này nó đủ cho nên mình mới buồn. Nhưng mà ví dụ thiếu duyên, người ta vẫn nói, người ta vẫn nói, người nói vẫn đó, lời nói nặng nó vẫn đó, nhưng mà này nó điếc rồi. Có nghe không? Thấy họ nhép miệng mà đâu có nghe gì đâu. Mà không nghe, thiếu một duyên là không nghe thôi. Có buồn không? Không buồn. Như vậy thì cái lời nói đó, sở dĩ mình buồn là tại vì mình có nghe và mình vướng vào cái lời nói đó. Thì cái vướng vào đó nhà Phật gọi là chấp. Nhà Phật gọi là chấp. Chấp nghĩa là mình dính vào đó. Và bắt đầu mình đem cái nhận thức, mình đem cái nhận thức của mình là gì? Cái này là tiếng lời nói nặng, cái kia là lời nói nhẹ, đây là lời nói móc, đây là lời nói xuyên sọ. Cho nên mình có cái phân biệt, mà mình phân biệt cái phân biệt đó gọi là thức, thức là nhận thức. Và mình so sánh, đây là lời nói này tốt, lời kia xấu, cho nên buồn. Như vậy cái buồn này chẳng qua là mình có nghe, có phân biệt. Giả tỷ như người kia vẫn nghe, vẫn nghe được cái người đó nói, nhưng mà ngặt cái á, họ là người Mỹ, cho nên mình chửi họ tiếng Việt, họ hiểu không? Vậy thì cái thức nghe thì có nghe, tiếng nói vẫn có, chỉ có cái nhận thức là tôi không biết nói gì, cho nên cũng không buồn. Như vậy mình hiểu được các pháp nó chỉ là duyên hợp. Nhưng mà đã là duyên hợp là tạm có hay là giả có? Đấy, quý vị đến đây chỉ mấy ngày thôi, bữa nay đã là ngày thứ mấy rồi? Thứ ba hay thứ tư? Ngày thứ tư rồi, 4 ngày rồi. Thì mình chỉ còn 3 ngày nữa thôi. Thì 3 ngày nữa hết duyên rồi, tới giờ rồi. Bây giờ có lưu luyến cỡ nào cũng không thể ở được nữa, trừ khi nào dám bỏ vé. Thí dụ vậy, còn không thì phải xách gói đi về một cách bình thản nhẹ nhàng. Tại vì mình hiểu cuộc đời có đến thì phải có đi, có sáng thì có tối, có ăn thì phải có tiêu hóa, có sanh có diệt. Hiểu như vậy gọi là gì? Giác ngộ. Hiểu như vậy gọi là giác ngộ. Mà khi giác ngộ rồi thì đâu có dính mắc gì nữa, đâu có khổ đau, đâu có chấp trước gì nữa, gọi là giải thoát. Như vậy mục đích tu tập không phải để làm gì, mà để có được giác ngộ giải thoát. Giác ngộ cái gì? Giác ngộ tất cả mọi hiện tượng trên thế gian này, dù là con người, dù là sự việc, dù là vật chất, nó đều phải đi qua những cái tướng của thay đổi. Đối với con người thì phải có sanh già bệnh chết. Đối với sơn hà vũ trụ này thì phải có thành trụ hoại không. Đối với hiện tượng cây gối này, ví dụ nè, sanh trụ dị diệt. Để cái cây hồi đó nó có chút xíu vậy nè đó. Rồi mình đưa nó vô đây, mình trồng, mình tưới nó lên, lên từ từ vậy nè. Thì nó bây giờ nó sanh nè. Thì nó trụ nghĩa là mình thấy cái tướng nó đang sanh tươi vậy nè, gọi là trụ nè. Rồi trong khi nó trụ là bắt đầu nó hoại từ từ, gọi là dị. Sẽ có vài chiếc lá nó vàng, rồi đến đúng thời gian nó rụng, gọi là diệt. Con người mình sinh ra cái thân coi nè, xanh nè, rồi cái mình nói ôi trời, lúc này nó lớn rồi, nó trổ mã rồi. Vậy thì trong khi nó xanh, nó mình thấy nó trụ, nhưng mà trong khi trụ nó có dị không? Dị là biến đổi đó, có không? Có chứ. Nó biến đổi từ một đứa nhỏ từ từ vậy nè. Rồi cái da này nó biến đổi từ căng thẳng, cái tự nhiên đùng 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 lại. Đấy không? Cái răng này từ cứng rỏi ăn rất là ngon, từ từ sẽ nó rung lay rung lay. Hồi đó khoái đồ giòn, giờ thích đồ mềm. Thí dụ vậy, gọi là dị.
Rồi đến một lúc nào đó tự nhiên nhái nhái vậy lụm ra cái răng rụng. Hồi nhỏ có bao giờ mình đang ăn cái tự nhiên mình lụm ra cái răng không? Sanh trụ dị diệt đó. Rồi nhỏ đó cái nó rụng răng, ý rụng răng sữa. À, rụng cái răng đó được, rụng xong để nó có một cái răng gọi là răng hiện tại của mình đây. Nhưng mà đến một lúc nào đó cái răng này nó cũng sẽ dị diệt. Hiểu cái đó, thấy được tất cả các pháp là gì, các pháp là mọi hiện tượng đều bạn. Hồi nãy mình ăn cơm dành với nhau ăn cũng là một pháp, dành hết đời lúc cũng các bỏ tại tôi tôi đói cũng thì mình nghĩ cái bàn, cái nhà, cái ghế cũng là một pháp, con người cũng là một pháp, thậm chí mọi tình cảm cũng là một pháp. Nhưng mà tất cả cái này nó đều biến đổi hết, không có cái gì nó giữ mãi hết đó. Cho nên có một lần đó có một cái người đó viết cho một cái lá thư cho một người bồ: anh yêu em suốt đời, mà nói tiếng Mỹ, I love you forever. Cái nó lên nó nói với Pháp Hòa, nó nói: thầy, bồ con viết cho con vậy đó, cái con nói với nó con mới I love you thì được, chứ chữ forever không có chắc. Tại không có gì trên đời nè forever. Mình đang love vậy đó, mình đang thích vậy đó, là mình thấy cái kia nó hơn là mình buông cái này liền à. Đi lựa đồ ăn là biết liền cái gì, đang lựa cái này ngon ngon hen, thấy người ta đổ một rổ mới ra cái dục liền tức khắc, hồi nãy còn mân mê còn lựa vậy đó nha, và thấy người ta bưng một cái rổ mới ra là dục cái mình đang lựa liền, nhảy qua cái rổ mới liền. Nhiều đó là mình thấy hiểu rồi, người mình yêu bao nhiêu thật sự là bao nhiêu, không có gì tội lỗi cả. Đó là một sự thật của tâm thức con người. Cho nên Đức Phật xác định tâm này thường biến đổi, các pháp thì vô thường. Các pháp này là bất tịnh, tâm này là vô thường, thân này là bất tịnh, tâm này là vô thường. Thay đổi. Bất tịnh là gì? Bất tịnh nó có hai ý. Một là bản chất nó thay đổi cũng là bất tịnh, và thật sự ra cái mình cho nó là tịnh đó, nó không có gì tịnh đó. Pháp Hòa ví dụ nha, một cái bánh mình làm xong hấp lên rất là thơm ngon, nhưng nếu mình để ở một cái góc nào nó bị ủ hầm thôi, thì bắt đầu nó thơm ngon nữa không, hư thối. Một bó rau mình mua về xanh tươi để vô tủ quên ăn thôi. Như vậy thì ngay cái mà chúng ta cho nó là thơm đó, với cái nhìn sâu sắc người ta vẫn thấy bản chất bất tịnh của nó. Chẳng qua là bây giờ nó chưa đủ thời gian để nó thể hiện cái bản chất bất tịnh của nó thôi. Mình bị đánh lừa, đây là thơm, nhưng mà thật bản chất của nó là hôi thôi. Ngay cả cái thân này của mình cũng bị đánh lừa. Trời ơi, sức dầu thơm gì thơm quá vậy. Vậy thì mình đánh lừa bởi cái gì? Khen, trời bữa nay chị thơm quá, mà thiệt sự ra cái gì thơm? Dầu thơm nó làm mình thơm chứ mình đâu có thật thơm. Nhưng mà người ta khen vậy cái mặc bộ đồ này đẹp nhé. Cái gì? Như ta khen đã được, và thậm chí một cái miếng ăn của mình cầm trên tay đây, mình để vô miệng đây, chừng mấy miếng sau mình nhả ra cái mùi nó không có giống như nãy nữa.
nó không còn original nữa. Bản chất đó nữa. Mình hiểu như vậy đâu phải để mình chán chường cuộc đời. Mình hiểu như vậy để không phải mình chán chường cho cuộc đời, để mình làm gì cả, mà hiểu để làm gì? Để không chấp trước với nó. Và để hiểu được bản chất của nó, để tâm tư mình thoát ly mọi sự ràng buộc chấp trước, thì thoát ly được cái đó nhà Phật gọi là giải thoát. Tỉnh được cái đó gọi là giác ngộ. Vì vậy mục đích của nhà Phật tu để làm gì? Để giải thoát, giác ngộ. Để giác ngộ và giải thoát. Giác ngộ cái gì? Giác ngộ được các bản chất của mọi thứ. Giải thoát cái gì? Giải thoát sự dính mắc. Chứ không phải giải thoát tưởng đâu là giải thoát là mình nhảy bên kia mình ngồi. Không có chỗ nào để ngồi cho người giải thoát hết. Mà chỗ nào người ngồi mà người giải thoát, người ta ngồi người ta vẫn bình an. Người ta ngồi dưới đất người ta vẫn an. Người ta ngồi cái ghế người ta vẫn an. Người ta không có dính mắc gì hết. Nhưng mà mình thì dính mắc. Thí dụ như tôi vậy mà ngồi đây hả, tôi vậy mà ngồi cái ghế này hả, là mình tự nhiên mình không giải thoát đó. Chỉ ngồi thôi mà. Miễn chỗ nào có vững chắc để mình ngồi thôi. Có nhiều khi không ngồi nổi nữa. Không biết ở đây có ai xem cái phim Cô Gái Đồ Long không? Thì cái lúc mà giành được cái kiếm đó, hai cái phái đó, thì có một cái tòa ngồi của một cái giống như là lãnh đạo vậy đó. Thì cái ông kia muốn lên ngồi thì ông nói, ông kia nói được, để tôi phủi ghế cho, thì ông tới ông phủi. Nhưng mà thật sự trong khi mà ông phủi như vậy đó, ông đã vận nội công, ông phá hủy cái ghế đó rồi, làm cho cái ghế đó nó bể rồi. Thì cái ông kia vừa ngồi lên một cái thì cái ghế đó sập. Cả mọi người đứng cười ha hả. Thì chỉ một chút xíu đoạn phim đó thôi, nó cũng cho mình được một cái đạo lý. Mình không phải là người ngồi ghế đó, có ráng ngồi đi nữa thì cũng rớt thôi. Và thậm chí người ta không muốn mình ngồi thì người ta sẽ có cách để người ta làm cho mình rơi rụng. Tại vì nhiều khi mình đứng cái chỗ này mà mình vững hơn cái ghế kia. Và có nhiều khi mình ngồi cái ghế này mà mình vẫn chắc hơn cái ghế kia. Người ta thường gọi là đứng ngồi không yên, là một biểu tượng của người lăng xăng, chưa tỉnh thức, chưa thấu đạt. Thì khi mình nói như vậy đó, để mình hiểu rồi đại chúng thực tập ở trong cuộc sống của mình, thỉnh thoảng mình dừng lại để mình nhìn cái cách sống của mình, cái mình mỉm cười, mình nói đấy, tôi nè, bản chất của tôi đó. Như nãy có một cái ví dụ vậy đó. Mình thấy cái gì, mình đang đi chợ, mình lựa mấy cái món hàng vậy đó, nhưng mình thấy người ta bưng một cái thùng mới ra, người ta khui là mình dục liền mấy cái mà mình, thậm chí móc hết ra trả lại nữa, đi qua cái kia lựa. Ai ngờ đâu á, nó không bằng cái mình lựa, cái chạy lại lụm lại. Cho nên con người mình là rốt cuộc là chạy tới chạy lui, chạy xuôi chạy ngược, chỉ vì cái gì? Vì cái tham thôi. Thật ra Pháp Hòa nói như vậy để mình biết rằng không có gì tội lỗi trong những cái đó cả. Nhưng mình hiểu cái cách sống của mình. Mình hiểu cách sống của mình thì mình sống như vậy thì người khác có sống vậy không? Người khác cũng sẽ sống như vậy. Rồi cuối cùng chúng ta bon chen chúng ta sống như vậy, thì chúng ta tạo thành một cái đời sống mà chúng ta chỉ biết mình mà không nghĩ tới người. Như vậy thì cái chữ giác ngộ và giải thoát đó, nó đâu phải đợi tới xa xôi lắm đâu. Nó đâu đợi mình phải tu tới mấy chục năm mình mới có giác ngộ giải thoát đâu. Nếu mà những ngày ở đây á, mà quý vị sống chậm lại, rồi quý vị có một chút nhìn sâu, quý vị có sẽ phát hiện ra nhiều chuyện. Đừng nói gì ai, tự nhiên phát hiện mình thôi. Mình phát hiện chính mình thôi là mình đã giải thoát cho chính mình, mà mình đã giác ngộ, tự thân mình giác ngộ. Tại sao Đức Phật hiểu chúng sanh? Đâu phải ngày bà tám bà chín gì ngày đi rình mò ai có nhà nó sống sao, mà tại vì chúng sanh là nó cũng giống nhau.
hiện ra được Ngài thì Ngài cũng hiểu chúng sanh là như vậy. Cho nên Đức Phật gọi là nhất thiết trí, là người biết tất cả, có trí tuệ biết tất cả, là Ngài tự Ngài tư duy, Ngài khám phá. Và khi mà nói là Đức Phật đã trải qua vô lượng kiếp, nhiều kiếp để tu tập, thì cũng giống mình thôi. Mình cũng trải qua bao nhiêu năm tháng gian truân khổ lụy. Thậm chí mình vừa khổ xong một mối tình, xoay qua khổ xong một mối làm ăn. Vậy thì có phải là mỗi một chuyện khổ là một kiếp không? Mỗi chuyện khổ mình trải qua là một kiếp rồi. Mỗi một lần mình trải qua là một sự giác ngộ rồi. Nhưng mà cái giác ngộ của cái người thật giác ngộ là họ giác ngộ rồi, họ tỉnh chỗ đó rồi, họ không dám trở lại con đường đó nữa. Còn mình á, thì giác thì cũng có giác. Nhưng mà nếu mà nó mời gọi thì mình vẫn quay trở lại, tại vì mình vẫn thấy hơn. Người ta nói yêu là khổ, nhưng mình nói dạ con biết yêu là khổ, nhưng không yêu thì nó lỗ. Thôi thà con chịu khổ chứ không chịu lỗ. Cho nên giữa cái người mê và người giác, là người giác rồi là một lần đó thôi, là không dám trở lại. Người ta gọi là ngừa bệnh hơn trị bệnh. Còn mình bệnh rồi nhưng mà vẫn có thể tiếp tục bất chấp. Nhưng mà muốn được cái chỗ giác ngộ đó đâu phải tự nhiên. Chúng ta cũng phải hạ thủ công phu. Hạ thủ là gì? Buông tay mình xuống, đặt tay mình vào cái chuyện đó. Vì công phu ở đây là gì? Là mình phải để tâm vào mọi thứ, để nó thành ra một cái tinh vi. Ví dụ, người nào mà người ta vẽ một bức tranh, người ta làm một cái gì đó thật đẹp, mình nhìn mình thưởng thức nó, trời ơi cái này công phu dữ lắm đó. Tại sao? Tại người ta gia tâm người ta vào đó li ti từng chút, để cái sự việc nó một cách trọn vẹn. Gần đây Pháp Hòa thấy người ta có làm những cái bông bằng đất sét của Nhật, phải không? Mai bằng đất, sen bằng đất, rất là đẹp, rất là tinh vi, tỉ mỉ lắm. Người Nhật họ có, quý vị biết người Nhật họ làm những cái cây này mà làm bằng đất sét giả, nhìn tuyệt vời lắm. Và cái bà mà Pháp Hòa được biết câu chuyện là có một cái bà người Nhật, trong khi mà bà khổ đau á, thì bà đi ngang những cái ngọn cỏ nhỏ đó, thì bà thấy được cái sức sống của ngọn cỏ đó. Bà thấy một cái cây nó nhỏ mà nó vẫn chen chích lên những cái kẽ hở của xi măng, của đường nhựa, mà nó chồi lên nó sống được. Thì bà giật mình, và giật mình, và bà đã vươn sức sống lên, và bà đi làm những cái chậu hoa nhỏ 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 vậy mà làm rất tinh vi. Và Pháp Hòa được tặng một vài chậu như vậy đó. Thí dụ như là một cái bình hoa bà lá mùa thu, nó có một vài cái nó rụng rơi nằm đó. Rồi trên cái bình hoa như vậy không hoàn toàn là lá xanh, có một vài lá nó ú vậy đó, để cho nhìn giống thật. Thì người ta nhìn vào cái bình hoa đó có tư duy, có tư tinh vi. Cũng giống như mình ở đây, người ta không có mùa Tết, người ta không có hoa thật, không có hoa mai tươi như kiểu Việt Nam, thì người ta bắt đầu chặt cây vô, người ta mua hoa giả về người ta ngắm. Nhưng nếu người có tâm gắn một bình hoa cho nó đẹp, thì người ta sẽ hiểu được cái cách sống của cây mai, nở mai như thế nào, để người ta kết hoa, dù là giả nhưng phải nhìn cho nó có cái nét. Công phu là vậy đó. Vậy thì cuộc sống của mình đó, mình làm gì mình phải có hạ thủ công phu. Ví dụ như chiều hôm nay mình phát nguyện đi xuống bếp phụ rửa dọn, rửa chén. Thì phụ rửa chén vậy ta kêu là công quả. Ta kêu là công quả.
Anh bỏ công ra để anh tìm chút phước, tạo làm phước và công quả. Nhưng mà quả này là cái công quả này là cái công quả hiện tướng, nhưng nó có một cái công quả nữa nè, giờ bắt đầu thể hiện sự công phu nè. Mình rửa chén, mình lau chén, nhưng có thể có một người nào đó, người ta tới người ta làm boss mình, người ta chỉ mình cách lau chén. Mình tự ái, trời ơi trời, rửa chén mà không biết nữa làm gì nữa ăn, lau chén mà không biết lau nữa làm gì ăn, cần tới chứ tới chỉ tôi. Thì chỉ cần khởi chút đó thôi là mình đã thiếu đi sự công phu. Công phu ở đây là mình không đủ sức nhẫn nại, không đủ cái tâm mở lòng để học hỏi. Ví dụ ha, cái chén nó rửa rồi, nếu mình lấy cái tay mình cầm vô cái chén mình lau thì làm sao nó đẹp mà nó sạch cho bằng. Mình lấy cái khăn mình chụp cái chén đó và hai cái tay mình cầm ở bên ngoài mình lau chén mà tay mình không đụng vô chén. Như vậy mình vẫn lau cái chén, mục đích là vệ sinh và khô, nhưng mình có cách mình làm cho nó hay hơn là không đụng cái tay mình vào cái chén. Cho nên mình lấy cái khăn, mình cầm cái tô, cái dĩa, nhưng mà hoàn toàn nó cái tay mình nó nằm ở bên ngoài của cái khăn để mình lau cái dĩa, lau cái chén đó, sau mình cầm cái đó mình để xuống, hoàn toàn tay mình không đụng vào đó. Nhiều khi mình đâu có để ý, mình nghĩ miễn sao tôi cầm cái tô, cái dĩa tôi lau khô thôi chứ. Nhưng nó có thể nó có một cách hay hơn là mình cầm cái khăn bên ngoài, mình lau cái chén, cái tô mà không hề đụng tay mình vào đó. Thì sự vệ sinh làm cho người ta mát mắt, người ta nó dễ hơn. Cũng giống như mình cắm một đôi đũa cho đại chúng ăn. Nếu người có tinh vi sẽ cầm cái đầu đũa cầm để ở trên, cái đầu mình gấp mình ăn để dưới. Chi vậy? Để mình rút đôi đũa ra thì mình cũng cầm ngay cái đầu đó. Chứ còn mình lật cái đầu ăn lên, lấy cái tay mình chụp vô cái đầu, rồi lỡ một mình đâu bao giờ mình chụp con đôi đâu, tay mình hốt cả đống nhưng mà lựa có hai chiếc. Thì quý vị cứ nghĩ một người như vậy, hai người như vậy, thì cái đũa này tuy nó sạch nhưng mà thật sự không thật sạch, thiếu sự vệ sinh. Công phu ở chỗ đó. Nhưng mà nhiều khi mình không có để ý cái đó, mà người ta góp ý một chút thôi thì tự nhiên mình sao, mình nổi sân lên liền. Thì như vậy mình đi công quả thì có cái hình thức, tôi đi công quả, tôi rửa chén, nhưng mình không được cái sự tu tập của nội tâm, thì cái công phu mình nó, cái công quả mình nó có 50% thôi, tức là mình thật sự có góp sức nhưng nội tâm mình không chuyển hóa, của phiền não, của nóng tức, của giận tức, của tự ái, thì 50% này nó thiếu, chứ không phải không có gì hết, có được 50%. Tôi thật sự có góp sức, có làm, nhưng mình sẽ dễ thương hơn, sẽ trọn vẹn hơn nếu như mình được chuyển hóa. Rồi cái người mà chỉ cho mình, dù được chỉ định là làm sếp, làm boss, nhưng đừng thể hiện cái tướng boss, cái tướng làm sếp, mà luôn luôn thể hiện là huynh đệ cùng chia sẻ với nhau. Và cái cách nói của mình như thế nào để người kia có thể tiếp nhận được. Mình nói là muốn để cho người ta nghe, người ta học mà. Mình nói là sao ta bỏ ra, ta không làm thì mình thất bại rồi. Như vậy thì mình mất công hơn, đúng không? Như nãy mà nói vậy đó, mình mất công hơn. Cho nên sự tụng kinh lại Phật tuy nó không phải là giải thoát, nhưng là phương tiện, nó giúp cho tâm mình được giải thoát. Tại vì lời kinh như là một cái bản đồ, như là sự nhắc nhở. Lại Phật để buông cái ngã của mình, lại Phật gặp nhau xá chào. Dù mình có quen thân cỡ nào nhưng gặp nhau vẫn bắt tay mà.
Gặp nhau vẫn bắt tay, gặp nhau vẫn chào mà. Mà nếu mình chào mà mình lơ, mình đi mà chào thì thôi. Cho nên người kia không chào mình, mình cứ thể hiện cái sự tu tập của mình là chào người đó. Đừng có nói tôi làm lớn, nó phải chào tôi trước, không. Mình lớn mình chào được người nhỏ trước thì mình phi thường lắm. Mình chào được trước nghĩa là cái ngã mình không có. Còn mình nói tôi mình làm lớn mà tôi chào nó trước hả, thì cái ngã đó nó còn, cái tôi đó nó còn, thì nó chưa được sự giải thoát. Cho nên Pháp Hòa xin chia sẻ như vậy để qua cái câu hỏi của một vị: tu là giác ngộ giải thoát. Vậy giải thoát giác ngộ là sao? Tu làm sao đi được giải thoát giác ngộ? Giác ngộ là tỉnh thức. Chữ giác là tỉnh, chữ ngộ là nhận ra. Mình tỉnh để mình nhận ra. Thí dụ như mình đang đi, mình đạp lên một sợi dây, cái sợi dây nó quất lên cho cái chỗ, á, con rắn. Nhưng mà tới hồi mình bật cái đèn lên thì mình nhận ra liền không phải sợi dây thừng, sợi dây, nhưng mà tại vì mình đạp lên đó nó quất lên cái chân mình tưởng con rắn đó cả. Thì chữ giác là tỉnh, chữ ngộ là nhận, tỉnh ra là nhận ra được liền. Mà nhận ra được liền thì không còn tức tối phiền não là giải thoát. Hồi nãy mình sợ muốn chết, giờ mình biết nó là sợi dây rồi thì đâu có sợ nữa. Thì cái tâm mình nó lìa cái sợ hãi gọi là giải thoát. Giác ngộ, giải thoát chính là cái chỗ tu tập của Phật giáo. Vậy thì chúng ta tu tập á, nghe pháp á, tụng kinh hay là trì chú gì đó, mục đích cũng để tâm lặng trí sáng, để giải, để nhận ra được, để tỉnh thức, để giác, để mà giác ngộ. Mà giác ngộ rồi là có giải thoát. Đại chúng nhớ là tất cả những gì chúng ta làm trong cuộc sống này là một phương tiện thôi. Ví dụ như mình ăn cơm, mình giữ im lặng là một phương tiện để trợ giúp cho nhau biết sống với hiện tại. Ăn cơm biết mình ăn cơm, ăn cơm còn có vài ba phút để trân quý những cái tình cảm mà người nấu đã dành cho mình. Trời ơi, người ta tỉ mỉ từng chút một chút nữa. Mình cầm lên mình cứ nhai rào rạo, mình chả có appreciate gì hết. Thí dụ vậy thì cũng đâu có sao. Nhưng mà tự nhiên mình trở lâu ngày trở thành người sống mà chúng ta quên trân quý những gì chúng ta có. Rồi thì mình sống vậy thì người khác sống vậy với mình, cái nó trời coi đó, mình làm đẹp vậy đó mà nó không nói gì hết trơn. Thì mình nghĩ như vậy thì người kia cũng sẽ nghĩ như vậy. Hay là mình không nghĩ cái đó nhưng mà người khác có nghĩ thì người ta sẽ không được hạnh phúc. Cho mình nhìn mình 5-10 phút mình im lặng để mình có dịp nhận diện, trân quý người nấu, thưởng thức hương vị, và để mình thấy mình may mắn quá, mình được có một bữa cơm ngon. Đây là mình nói một cái chuyện đơn giản vậy thôi. Còn nếu như hôm nào mà mình đi xa đó, mình được nhiều người trợ giúp, mình thấy quý lắm. Mình đi tới một cái chỗ xa mà được mọi cái sự tận tình giúp đỡ, tự nhiên mình thấy mình hạnh phúc lắm. Thật ra cái sự tu tập của mình là ở cái chỗ chúng ta có đủ khả năng như vậy. Thì im lặng ăn cơm là một phương tiện để giúp cho mình trở về. Cái bàn kinh, chúng ta gọi là cái ghế kinh hay cái bàn kinh, nó là một phương tiện để giúp cho mình cầm quyển kinh. Nhưng mà thay vì mình cầm nó mỏi tay thì mình để lên đó, là phương tiện giúp cho mình lật kinh, mình đọc sách, mình đọc mà không mỏi tay. Như vậy thì cái bàn này nó vẫn được trân quý, mặc dù nó là một phương tiện. Sâu chuỗi lần là một phương tiện để giúp cho mình định cái tâm. Vậy thì tụng kinh, trì chú, lại Phật, niệm Phật, vân vân, ngồi thiền là một phương tiện để giúp cho mình. Bị nói khơi khơi không biết làm gì hết. Hồi sáng thí dụ như quý vị nào mà có đọc kinh A Nậu La Độ,
Người đời có hai khuynh hướng: chấp thủ, dính vào đó và ôm chặt cái đó. Khi mà hiểu ra tất cả mọi thứ là do duyên sinh thì let go, không có dính mắc. Cái câu hỏi này câu hỏi hay. Và câu hỏi này đã đi thẳng vào cái vấn đề của mục đích của tu tập. Thì bây giờ mai mốt quý vị có làm gì, quý vị tu tập, quý vị thấy không có uổng công, không có lãng phí, không làm chuyện bao đồng. Chỉ khổ nhất là sống mà không biết, sống mà không biết mình đang sống. Có bình an mà không biết mình bình an là một cái khổ. Chứ như hồi sáng Pháp Hòa mới giải thích với một gia đình đó. Thật ra cái đó nó không có khổ. Thí dụ như già là cái chuyện đó, cái già nó không có chừa ai hết đó, nó không có thiên vị ai hết đó. Người đó là người mẫu, người đó là siêu mẫu, người đó là một người bình dân, người đó là một cái người có học, người đó là người thông minh, vân vân. Cái già nó vẫn đến bình đẳng với tất cả mọi người, nó không có thiên vị người nào hết. Cho nên nếu mình hiểu ra là tất cái mình có thân là phải có sự hiện tượng của thay đổi, hiểu cái đó cho nên đâu có khổ. Như vậy cái già nó không có khổ, chẳng qua là không chấp nhận già mới khổ. Mình không chấp nhận mình già mới khổ, chứ còn già không có khổ. Mình nếu nếu đúng hơn, già cũng có cái sướng của già, được ăn tiền già, đi đâu người ta thấy mình già người ta cũng nhường. Già nó cũng có cái giá của già chứ. Thành thử ra mình biết bỏ cái thành giá, bỏ dấu quyền thôi, già, giá của già. Cho nên mình khổ riết cái nó rụng cái chữ dấu hỏi cái thành khô, khổ tới khô luôn. Cho nên già đó là một ví dụ thôi. Còn thí dụ mình nấu ra mà người ta tới ăn, mình nấu là để người ta ăn, mà người ta tới ăn cái tự nhiên sùng lên ăn dữ vậy. Ủa vậy? Vậy mình nấu ra để làm gì? Nấu để ngó hả? Hay nấu đem đổ? Mà ngộ vậy nó nấu ra cái người ta tới ăn, cái nó ăn dữ vậy. Thật sự là mình rắc rối lắm. Cho nên trong cuộc sống này không có con gì rắc rối bằng con người. Giống như mình có hay giỡn ở đây, hãy mỗi lần mà người nào mệt mệt hay là mấy đứa con của mình nhỏ nhỏ, con ráng uống sữa nghe, uống sữa cho thông minh à, vậy mà hễ mà nó không thông minh thì mày ngu như bò. Bình thường kiếm sữa bò uống cho thông minh, nhưng mà hễ con nào mà nó không thông minh mày ngu như bò. Và trên cuộc đời thì con gì thông minh nhất? Con kiến thông minh nhất. Tại vì mỗi lần ai cần gì con hỏi ý của con kiến. Ai cần gì con kiến, kiến hỏi đó. Sao ý kiến sao? Kiến thông minh chứ, phải không? Hỏi ý kiến mà, hỏi ý của con kiến mà, thì nó nói nhỏ nhất mà rốt cuộc nó thông minh nhất. Còn con bò lấy sữa tao uống mà hãy cần chửi, cứ lấy cái con bò nó chửi. Vậy quý vị hiểu được hai chữ giác ngộ và giải thoát chưa? Giác ngộ là mình tỉnh thức, mình hiểu biết mọi hiện tượng, sự vật, con người, sự việc, vật chất. Thì tất cả mọi cái đó một chữ thôi, các pháp. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh nói thị chư pháp bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh. Thì cái chữ chư pháp mà trong Bát Nhã Tâm Kinh muốn nói là hiện tượng, hiện tượng của sự việc, hiện tượng của con người, mọi hiện tượng trên thế gian này, dù đó là thành trì, đó là chế độ, đó là nhà cửa, đó là danh vị chức quyền, vân vân. Không có cái gì nó tồn tại mãi mãi hết.
Rồi các thứ tình cảm trong thế gian này, dù tình cảm cha mẹ, anh em, vợ con, tất cả. Và thậm chí mà người ta có khen thơm, khen gì đi nữa, chẳng qua là một cái hình thức. Và mình cũng bị lừa giống nhau luôn. Hễ bữa nào mà tóc mình khác, wow, bữa nay đẹp nha, tóc này đẹp nè. Vậy thì cái tóc nó đẹp chứ đâu phải mình đẹp. Mà có đẹp đi nữa là không, mình mượn cái này kia gắn lên để người ta kêu tiếng đẹp thôi. Là mình không khéo là bị lừa. Mà nhận chân được cái đó, không có gì khổ cả, bình thường, phải vậy thôi. Có một câu hỏi kế: xin thầy chỉ dạy cho con và mọi người biết, khi lạy ở chùa và ở nhà nên lạy úp hai bàn tay xuống hay ngửa hai bàn tay lên? Theo quý vị, ngửa lên hay úp xuống? Trật lất hết, tay ngửa tay úp. Đi xin xăm mà lúc mà xin keo còn muốn miếng cầm 2 đồng tiền xin dục lên cái miếng 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 ướp miếng ngửa mà gọi trứng rồi thật sự ra đó mình ướp mình ngửa gì nó cũng không có sao hết, nó đều có cái ý cả. Người xưa bên Ấn Độ á, cái lạy này là mình theo cái phong tục Ấn Độ, là khi mà người ta gặp Đức Phật á, hay là các vị mà người ta kính trọng á, không riêng Đức Phật đâu, tất cả các bậc mà họ kính trọng á, thì cái việc đầu tiên là họ sẽ ngồi xuống, họ ngồi sát dưới đất vậy đó, xong rồi họ mới nâng cái bàn chân của vị đó lên, họ áp cái mặt vào đó một hình thức như hôn cái đôi chân, thì đây bàn tay nâng hôn. Có khi người ta không có hôn như vậy thì người ta lấy cái tay người ta để lên bàn chân người ta của cái vị đó, rồi người ta đưa lên đầu. Quý vị nào có dịp mà gặp mấy người mà Ấn Độ, người Tích Lan á, người ta gặp các vị mà người ta kính trọng là ta ngồi xuống, người ta lấy cái tay người ta để lên. Thành thử ra mình ngửa lên để mình hôn chân Phật, mình úp xuống cũng giống như mình đặt tay mình lên bàn chân của Phật. Nó chỉ là một hình thức biểu lộ sự cung kính. Còn nếu như mình muốn giải thích nữa đó, thì khi mình lạy xuống, có nhiều vị người ta giải thích sâu sắc hơn, thật ra là cũng mượn cái hình thức đó để thổi vào đó cái đạo lý thôi, chứ không có ai đặt gì cả. Thí dụ ta nói vậy nè, mình chắp tay về nè, thì đây là cái trung tâm, phải không? Mình 10 ngón tay mình tượng trưng cho giống như mình rong ruổi 10 phương đi, tâm mình nó rong ruổi lắm, bây giờ mình hợp nó lại thì chúng ta hay kêu là nhất tâm đảnh lễ hay là chí tâm đảnh lễ. Đặt cái tay ở đây rồi vậy là cái thay là cái thân nè, mình đi ngang cái miệng nè, đưa lên đầu là ý nè. Khi mình lại Phật là thân khẩu ý phải thanh tịnh, cho nên mình cầm ngón tay này tới đây ha, cái khi mình muốn lại Phật là mình phải đưa lên. Vậy thì khi mình đưa lên đó là mình đi ngang qua khẩu, đi ngang lên tới ý, phải không? Để mình mới hạ xuống. Rồi khi mình đưa tay mình xuống là mình hơi như này, buông xả. Mình phải buông xả tất cả, giống như buông xả cái bản ngã của con người mình mọc dưới đất. Thì khi mọc dưới đất rồi, mình lật tay lên để làm gì? Để trải lòng, để mở lòng. Mình có mở lòng mình học hỏi, mình có mở lòng với người ta thì người ta mới mở lòng với mình. Còn mình muốn học hỏi mà mình không mở lòng học thì làm sao học? Đó, nhiều cách giải thích lắm. Mình muốn đi tới chỗ thượng thừa thì phải tập buông xả. Mình muốn người ta kính trọng mình thì mình phải thấp nhất, mình tự mình hạ mình để người ta kính mình, chứ mình đừng có tự mình đưa mình lên. Người ta đưa mình lên mình mới vững, còn mình tự mình đưa mình lên, người ta kiếm chỗ người ta rút à.
thì người ta quý trọng thì người ta đưa lên. Nhờ ở đây là mình nói cái đạo lý thôi, chứ thật sự đơn giản phong tục chỉ là hôn chân và đặt bàn tay lên. Nhưng mà đạo lý thì chúng ta rất nhiều, cho nên chúng ta thổi vào mỗi hành động như nãy mà nói phương tiện đó. Nhưng bây giờ nếu như mà người ta chấp giày, người ta đưa lên giày, mình không có đạo lý mình thổi vô đó thì ta chưa có hết, chưa thấy rõ. Mình thổi vô đó thường biến này, biến một cái lễ này nó thành ra cả một chuỗi đạo lý để cho mình hướng tâm trọn vẹn. Cho nên khi mình chấp cái tay đây là thân thanh tịnh, đi ngang cái miệng là khẩu nè, đưa lên đầu là ý nè. Như vậy thân khẩu ý thanh tịnh rồi, đưa lên tới cái chỗ cao thượng rồi. Bây giờ con làm cho thân miệng ý con đi lên tới cái chỗ cao đẹp, để con chuẩn bị hạ mình đảnh lễ các Đức Phật Bồ Tát. Cho nên mình lên tới rồi bắt đầu mình hạ xuống, đưa tay xuống. Và một người mình xuống tới đây rồi thì đâu còn gì nữa để ôm ấp chúng ta trải lòng. Cho nên xuống tới đất rồi mở hai tay ra, phơi trải tâm can trước Phật Bồ Tát. Và người nào mà muốn như vậy xong rồi á, để cho cái lễ của mình nó không bị chi phối nữa, khi mọp xuống, trong khi quá trình mình đi xuống, khởi tâm nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng, giải vô lượng oan nghiệp, tập vô lượng phước đức. Đó, mấy ngày nay quý vị tụng lương hoàng sáng, quý vị có lại Phật sám hối, thì trong khi mình hạ người mình xuống, khởi ba câu: nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng, giải vô lượng oan nghiệp, tập vô lượng phước đức. Như vậy thì trong khi chúng ta lại, chúng ta không hề bị chi phối, mà chúng ta nhiếp tâm, nhiếp tâm mình ở trong một cái lễ này, thì cái lễ này đã thành tựu một phương tiện để giúp cho mình trên con đường tu tập. Còn có nhiều người ta nói tu tịnh độ thì phải mở, tu thiền thì phải úp. Hỏi sao vậy? Tu thiền là xả. Không, không tu thiền tu tịnh gì ở đây. Thiền tịnh gì cũng phải đi tới cái chỗ giải thoát giống nhau. Như vậy thì thưa đại chúng, đạo lý nó ở trong tay mình. Mình muốn thổi cái gì vô nó cũng được đó. Thí dụ như người ta sợ cái quan tài lắm, ta sợ quan tài lắm, ta nghĩ nó xui phải không? Nhưng bây giờ người ta làm ra một cái hình thái cái quan tài chừng gang tay nè, để làm quà tặng cho nhau những ngày Tết. Sợ không? Trời ơi, Tết mình đi tặng quan tài. Nhưng bây giờ người ta thêm chữ vô đó, tự nhiên khoái liền. Nếu hai chữ quan tài không ngán quá phải không, ta thêm vô nè: thăng quan phát tài. Như vậy thì bây giờ chữ quan tài nó không có gì sợ nữa hết. Quan là thăng quan, tài thì phát tài. Hồi nãy hai chữ quan tài ứng quá, ta thêm vô hai chữ thôi: thăng quan phát tài, dành quan tài đem về. Đạo lý nó nằm trong tay mình mà. Mình muốn thổi cái gì vô thì nó thành cái pháp đó. Cho nên cái tà pháp nó là tà, nhưng nếu nó nằm trong tay người chánh, người chánh vẫn biến nó thành chánh. Nhưng nếu nó là một pháp chánh mà dục vô tay người ta, chánh này nó cũng biến, nó cũng bị người tà biến nó. Chỉ một miếng rau, miếng đậu hũ mà dùng vô tay người biết nấu ăn, ta nấu ra thành món. Người không biết nấu ăn gì, đưa nó một đống đồ ăn làm hồi ăn được gì hết trơn. Cái sống cái gì, nó biết nấu ăn đâu. Cho nên mình đưa toàn đồ ngon cho nó nấu, mà nấu ra gì hết. Còn người biết nấu ăn, mình đưa tùm lum tà la vậy mà ta làm ra món được không? Chánh pháp, người tà nói pháp chánh, người tà nói pháp chánh, chánh pháp thành tà pháp. Người chánh mà nói pháp tà, tà pháp thành chánh pháp. Tại vì trong người họ có chánh pháp rồi đó, thì cái gì đến họ đều nói ra được cái đạo lý. Cái quan trọng là mình đưa người ta cái đạo lý ta sống, chứ không phải cái vấn đề là chúng ta
làm cho cái đó nó tệ hại hơn. Đâu có Pháp Hòa ví dụ như á, cuộc sống người ta đầy ắp những sợ hãi rồi, lo lắng rồi, mình nói chi nữa? Mình làm sao để cho người ta giảm đi cái lo lắng sợ hãi thì cái đó mới là cái cách của mình. Giờ đây là Pháp Hòa mới nói thêm cái chuyện mà mình lại Phật. Và mục đích của lại để làm gì? Để buông xả cái bản ngã của mình. Còn người mình có rất nhiều cái tự cao, tự hào, mình buông xuống được. Lương Hoàng Sám chương 3 có nói rõ quả báo nhân quả như làm người câm ngọng là do cái nhân đời trước hay hủy báng người mà ra. Người có thân hình tanh hôi là từ cõi, từ trong loài cá trạnh đầu thai vân vân á. À, Phật tử hiểu chương này giúp chúng ta nhìn lại các tội nghiệp mà e sợ không phạm. Nhưng mình nên giải thích như thế nào với những người nhạo báng và cho là mê tín, không tin đó là từ kinh? Chữ kinh là gì? Chữ kinh là có cái nghĩa là cái đạo lý đó, nó có thể nó giúp được đúng cái căn cơ người nghe và nó hợp với cái đạo lý thì gọi là kinh. Cái gì mà nó hợp với cái hoàn cảnh, cái nhận thức của con người, nói cách khác là căn cơ, trình độ và đạo lý thì gọi là kinh. Chứ không phải cái chuyện kinh là chỉ riêng của Đức Phật nói. Nhưng mà lời của Đức Phật đó, nó hợp với đạo lý, hợp với căn cơ thì gọi là kinh. Và tất cả các vị nào nói ra được điều đó, chúng ta đều gọi là kinh. Ví dụ bên Thiên Chúa Giáo có kinh thánh, người ta cũng có kinh vậy. Thì kinh gọi là kinh thánh. Mà cái chữ kinh đó, nghĩa là những gì, những lời dạy nó phù hợp với chân lý và căn cơ trình độ con người, gọi là kinh hết. Vậy thì bây giờ những cái nhân quả mà người ta nói đó để làm gì? Để mục đích là giúp cho những người sống chưa có nhận ra được cái lỗi của mình. Mình toàn là chỉ trích hay nói những cái điều nó không hay thì người ta nhắc nhở vậy thôi. Còn thí dụ như bây giờ mình đó, đối với những người mà người ta hay không tin thì mình đừng nói. Tại vì sao? Tại vì có thể mình không ghét gì người ta hết, ta chưa có đủ duyên để người ta nghe cái này. Nhưng có thể người ta đủ duyên người ta nghe cái khác, thì mình đâu cần phải nói cái này chi, nói cái khác cho người ta nghe. Người ta không được phần này, ta cũng được phần khác. Cũng giống như bây giờ mình lên mình nấu ăn cho người ta, mà người ta nói tôi không ăn được món này, mà cứ ngồi rỉ hoài, anh dạy quá, phở ngon mà không ăn. Đó, bây giờ trong đó người ta có mì, có bún thì người ta ăn được món gì, mình đãi ta món đó với mắc chi mà cứ ngồi phiền não gì cái chuyện đó. Cho nên mọi việc nhẹ nhàng, người nào không nghe được cái này không sao, tôi có món khác tôi đãi anh. Có thể người ta không tin nhân quả phải không? Nhưng bây giờ mình nói vậy nè, họ làm cái món này họ thành tựu, thật ra họ cũng sống trong nhân quả rồi. Anh nấu cơm, anh do gạo anh nấu cơm, cơm chín là quả. Tại ta nghĩ nhân quả là phải cái gì nó tác động con người, đời sống khổ đau gì đó, chứ thật sự ra mỗi ngày mình làm đó, mình tưới, mình gieo cái hạt xuống là nhân, rồi nó lên cái cây là quả. Rồi mình cố gắng đi làm dành dụm là nhân. Bây giờ mình có tiền mình xài, khi mình thất nghiệp không có tiền thì mình có này đó, cái quả đó mình hưởng đó. Rồi nếu mà mình nhiều khi người ta nghe chỉ nhân quả, ta chỉ nghĩ cái phần tiêu cực thôi, chứ thật sự nó rất nhiều tích cực. Thí dụ mình ráng đọc sách cho nên giờ mình có mớ kiến thức, thì đọc sách là nhân mà có kiến thức là quả. Ngồi thiền là nhân, và tâm bình tĩnh sống nhẹ nhàng là quả. Niệm Phật là nhân, giảng sanh là quả.
Thí dụ vậy. Mình hiểu con mình, cho nên mình đã từ nhỏ tới lớn mình đã đi được với con mình, nâng đỡ con mình, nhờ cái nhân đó cho nên giờ con mình nó tốt. Chứ nhân quả đâu có chỉ cái xấu không. Nghe chỉ nhân quả sợ lắm. Người ta nghĩ sao toàn là tội lỗi quả báo gì đó, chứ thật sự nhân quả là một danh từ chung để chỉ cho cái nhân và cái kết quả. Mà tùy theo cái nhân tốt thì kết quả nó tốt. Vậy thôi, chứ nó đâu phải chỉ có nghĩa một chiều mà đa phần ta hiểu con chiều à. Ta hiểu nhân quả là cái gì đó, tội lỗi khổ đau rồi đó, chứ thật sự không phải. Giống như nghiệp vậy đó. Nghiệp nó không có nghĩa là xấu. Nghiệp là cái thói quen của chúng ta làm. Nhưng mà chúng ta làm cái gì, thí dụ mỗi ngày chúng ta làm việc tốt thì là nghiệp tốt. Chúng ta làm việc đó, nó thành ra một cái thói quen xấu là nghiệp xấu. Thí dụ như hồi đó mình nghiện rượu là nghiệp xấu, tại vì nó hại thân, nó tốn tiền, bệnh tật. Rồi bữa nay chuyển được nó là nghiệp tốt rồi đó. Chuyển nghiệp mà. Còn ví dụ như trong đó quý vị còn thắc mắc là tại sao vua Diêm Vương ở trong ngục. Thật ra ông là một hình thức như ở lâu năm thành chúa thôi, chứ còn sự chịu tội giống nhau. Không, mà ví dụ ha, bây giờ trong một cái tù thì tự nhiên cử ra anh tù trưởng. Nhưng mà thật sự anh boss mấy anh mới tới thôi, chứ thật sự anh cũng là ai? Anh cũng là người tù, nhưng mà anh ở lâu năm. Ảnh gì có hạnh kiểm tốt ở lâu năm, cho nên ta cử anh lên làm tù trưởng. Thấy không? Rồi mấy người vô mới vô, dạ chào anh tù trưởng, chứ thật sự ra tôi với anh bình đẳng. Hiểu ý không? Diêm Vương cũng vậy. Diêm Vương cũng vậy. Ông ở đó ông dỗ cốp cốp vậy đó. Để gọi là tra khảo mình nha. Nhưng mà thật sự ra là tới giờ của ổng chịu tội, ổng cũng phải đi chịu lời, ổng cũng phải lãnh án giống nhau. Ở đây muốn nói cái gì biết không? Cho dù anh là ai, chẳng qua chỉ là cái nhãn thôi, chứ còn khổ đau giống nhau. Chắc gì anh làm boss ở tiệm, ở hãng mà anh về nhà anh không khổ đau với gia đình anh đâu. Hiểu ý không? Tức là bất cứ mình danh gì và vị gì, mình cũng là một con người và cũng chịu chi phối bởi sanh già bệnh chết. Thậm chí anh là một cái người rất là có quyền uy, nhưng nếu anh phạm pháp anh vẫn phải chịu tội giống y như các người khác thôi. Cho nên trong kinh nói là Diêm Vương cũng phải tới giờ ra chịu tội. Rồi cái anh kia, ảnh làm lính của Diêm Vương, cầm mấy cái chĩa vậy nè, trời mình ngán muốn chết à, mình thấy ngán muốn chết. Nhưng mà thiệt sự là chẳng qua ảnh hung tợn quá cho ảnh cầm cái chĩa để chứ còn ảnh cũng ở trong tù mà. Có một câu chuyện, có cái cô công chúa đó đó, cổ bị một cái nhóm cướp bắt. Thì khi mà bị bắt như vậy đó thì cổ la lên: tụi bay thả tao ra, mấy đứa bay có biết tao là công chúa không? Tao là cành vàng lá ngọc, tao ăn cơm ngon, tao ngủ giường đẹp, mỗi ngày tao ăn sung mặc sướng, bây giờ tụi bay đưa tao vô đây. Thí dụ vậy. Cái rồi cái nó nghe cổ vậy, cái nó sắm cho cổ một cái giường, nó làm nguyên cái phòng đó y như cung điện của cổ vậy đó, mà ở ngoài nó có cái dòng sắt. Rồi cái mỗi ngày cổ vui vẻ, cổ thổi móng tay sơn rồi ngồi thổi cho nó khô rồi đại khái vậy đó. Mà thật sự cổ ở đâu? Cổ lẩn quẩn trong cái nhà tù đó, mà tại vì có những cái món mà hàng ngày cổ sống đó, rồi cổ an hưởng với nó, mà cổ quên cổ là một công chúa ở tù. Quý hiểu được câu chuyện không? Mình y chang thôi, mình y hệt vậy thôi. Mình cũng nhà cao cửa rộng, cũng được người ta khen tụng đủ thứ hết, nhưng mình vẫn đâu có biết là mình vẫn bị ngục tù của sanh tử chi phối danh vọng. Mình ngồi đây đâu phải là hết nhiệm kỳ ta để tiếp đâu, trời ơi tranh đấu dữ lắm đó, ghế này mới giữ tiếp 4 năm nữa. Thí dụ vậy. Rồi cuối cùng mình vì một cái ghế, một cái chỗ ngồi mà biết bao nhiêu những cái khổ đau trong đầu mình mưu toan tính toán.
giam hãm mình. Hồi trưa này Pháp Hòa nói một câu với một chị: ngục tù nó có hai loại, ngục tù thật sự và ngục tù của tư tưởng. Nhiều khi mình đâu có ở tù, mình đang sống tự do đấy, nhưng mà cái đầu của mình nó khổ đau, nó dằn vặt đủ thứ hết. Có nhiều khi mình đâu có giết ai, nhưng trong đầu của mình mưu tính, mình sát hại người ta bằng tư tưởng của mình. Cho nên trong cái giới thứ nhất, khi mình hỏi giới, con nguyện nuôi dưỡng lòng từ bi, không sát hại, không tán thành và khuyến khích mọi sự sát hại, dù là trong tâm tưởng của con hay trong cách sống hàng ngày của con. Nhiều khi cách sống của mình đó cũng làm cho người ta khổ đau gần chết luôn. Cái cách đối xử của mình đối với người ta, cái cách, cái lời nói của mình đối với người ta, mình đâu có giết họ bằng dao vuông. Thậm chí cái cách thương của mình mà làm cho người ta cảm thấy người ta như ở trong một cái chỗ gò bó, thương mà không có tự do. Rồi mình gắn lên một cái nhà tù đó một cái bảng hiệu rất là to: tình yêu vĩnh cửu. Thì người ta sẽ bị lừa bởi một cái chữ đó, thí dụ vậy. Cho nên Pháp Hòa nhớ bài thơ của ông Nguyễn Bính có câu đó. Khi mà ông ghen với người, thì người ghen, người thương ông, ông ghen một lô xong ông đến chánh: cô nhân tình bé của tôi ơi, tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười những lúc có tôi, và cô chỉ nhìn tôi những lúc tôi xa xôi. Tôi muốn mùi hương của nước hoa mà cô thường sức chẳng bay xa, chẳng làm ngây ngất người qua lại, dù chỉ qua đường khách lại qua. Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai, đừng hôn dù thấy đó hoa tươi, đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ, đừng tắm chiều nay biển lắm người. Ghen một lô vậy các bạn đứng chánh, có phải tôi nào muốn ghen tương? Mà ghen như vậy chính là thương. Trời ơi, hồi nãy mình cảm thấy khổ đau quá, có bốn câu cuối cái xìu. Thôi ghen đi, ghen tiếp đi. Thật ra một người thì bị lừa, một người thì có cách, có chiêu. Thật ra cuối cùng, người vui kẻ khổ, chúng ta đều ở trong một cái phạm vi của giam hãm. Biển khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi. Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, chung cuộc thế rồi, biển khổ thôi. Người chèo thuyền ngược, người chèo thuyền xuôi. Đó, ví dụ như giữa hai chúng mình đi, quý vị thấy Pháp Hòa, trời, thầy tu sướng quá. Vô đi rồi biết. Không có dễ ăn đâu em. Ví dụ vậy. Cho nên đây, quý vị nhìn Pháp Hòa như là thuyền xuôi gió, phải không? Rồi quý vị cảm nhận con là thuyền ngược gió, lỡ hết rồi. Biết vậy thì xưa con đâu lấy chồng lấy vợ, ví dụ vậy. Nhưng mà thôi đừng than vậy đó, thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, chung cuộc thế rồi, bể khổ thôi. Quý vị cũng đi lo bill điện nước mỗi tháng, em cũng không khác đâu. Mà bill em còn nặng hơn nữa, đúng không? Thành thử ra thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, chung cuộc thế rồi, biển khổ thôi. Không khéo mình là một cô công chúa nằm trên giường nệm, ăn với một cái chén vàng, sáng nào cũng ngồi thổi ngắm ngắm cái chiếc cà rá của mình, nhưng mà dòng sắt đâu ai biết được, ngồi trên một chiếc xe cả trăm ngàn đô, hồi hộp lắm, không biết tháng này đủ tiền trả không. Thì trong kinh nói là ngồi trên xe sắt, nằm trên giường sắt, mặc áo sắt, nặng lắm. Tại vì cái gì mình không giải quyết được, nó trở thành rất nặng nề. Như vậy thì hồi nãy cũng có người hỏi, địa ngục thiên đường có không? Có với ai?
Thiên đường có nhưng có với ai? Địa ngục có với ai? Ví dụ nhà tù có không? Có. Nhưng mà mấy chục năm nay mình không có làm gì tội hết, mình biết nhà tù nằm đâu? Trời ơi, tôi sống từ 70 tuổi ở trong cái thành phố này mà tôi không biết nhà tù ở đâu nữa, mà thằng chị 20 tuổi nhà tù nào nó cũng biết hết hiểu ý không? Tại vì mình sống 70 năm nhưng mình đâu có làm gì sai thì mình đâu có đi vô tù mình ở, chứ đâu biết nó ở đâu. Như vậy tù có nhưng không có với mình. Nhưng mà anh chàng kia mới 20 tuổi thôi mà chuyện gì anh cũng làm hết, cho nên góc nào cũng có ảnh hết. Nhà tù cỡ nào, từ thấp, từ nhẹ tội cho đến nặng tội đều có ảnh hết. Như vậy địa ngục có không? Có. Mà có với ai? Thiên đường có không? Có với ai? Thí dụ mấy ngày nay quý vị ở thiên đường, sáng ngủ dậy cái đi lên đây ngồi lim dim, gục lên gục xuống không biết rồi cuốc vài chục cuốc cái xuống có ăn rồi ăn xong được 2 tiếng đi ngủ trưa đấy chứ. Rồi cái tới giờ cái ngủ dậy lên ngồi đọc kinh nghe giảng gì đó cái xuống ăn sáng ngủ dậy có bình nước sôi sẵn đó, thiên đường đó, biết hưởng không? Người biết hưởng, trời ơi tôi thiên đường. Còn người không biết á, buồn quá, thôi để tôi vô phòng tôi bấm phone chụp hình, có ai biết tôi ở đâu không gửi lên mạng liền. Thành thử ra mình không biết thì mình đang ở thiên đường này, nhưng mình lại đi tìm rong ruổi. Thiên đường có nhưng khó với ai? Cho nên trong cái quyển Thủy Sám, người biết sống đủ dù nằm dưới đất vẫn thấy vui, người không biết đủ thân ở thiên đường vẫn không vừa ý. Tri túc giả tuy ngọa địa thượng du di an lạc, bất tri túc giả tuy tại thiên đường diệt bất xứng ý, cũng không vừa ý của mình. Quý vị hiểu được cái chỗ trong Lương Hoàng Sám đấy, đặt cái câu là Diêm Vương cũng chịu tội, có qua giải thích thêm để đại chúng hiểu vậy đó. Thí dụ như bây giờ một ông vua, thì theo mình nghe cái chữ ông vua là mình thấy ông nhất rồi, quyền quý nhất, cái gì cũng nhất hết. Nhưng mà đâu có ai biết đó, khi mà ổng ở tiền đường thôi, nhưng mà ổng lui hậu cung kìa. Trời ơi, mấy bà đánh lộn với nhau, rồi hại hiếp nhau, rồi mỗi ngày ổng mới nhức đầu. Mà nội mà buổi tối mà muốn đi phòng nào xong cũng khổ. Đâu có ai biết vua cũng khổ vậy. À, không? Cho nên ông vua cũng đâu có thoát được đâu. Hồi xưa ngài Phật Ấn với ông Tô Đông Pha đó là hai người thân đó. Nhưng mà hay ông Tô Đông Pha ông là tể tướng mà, và ông hay dùng tri thức thế gian để ông đấu với ngài Phật Ấn đó. Thì có một ngày nọ ông mời ngài Phật Ấn tới chơi, hay là ông tới nhà, tới chùa ngài Phật Ấn gì đó, mà ngài Phật Ấn làm 7 cái lò. Rồi ngài Phật Ấn bước qua cái lò thứ nhất, xong rồi nhảy qua cái lò thứ hai. Ông thấy ngài Phật Ấn làm cái chuyện hơi bất bình thường đó. Ông nói hòa thượng, ngài tới lui chi trên 7 cái lò cho nó nóng vậy? Ông nói 7 cái lò này nó có nóng nhưng mà nó cũng không nóng bằng 7 cái lò ở nhà ông, tại ông 7 bà vợ. Thành thử ra có những vị người ta nhìn thấu đáo thì cho mình biết rằng không phải làm vua là sướng đâu. Giống như mình nhìn một cái vị thủ tướng, một cái vị mà gì bên Mỹ là gì, ông tổng thống vậy, đâu người ta cũng khổ lắm chứ. Ngoài cái chuyện gọi là người ta phải giải quyết bao nhiêu chuyện của đất nước,
Nếu mà gia đình đó hạnh phúc là khác nữa. Thành thử ông nào người ta cũng vẫn trở lui về có một mái gia đình nhỏ của người ta. Và nếu mái gia đình nhỏ đó yên thấm thì là đỡ, để mình yên tâm mình lo cho quốc gia. Nhưng nếu cả hai khổ nữa thì mình rất khổ. Xin thầy giảng cho con câu thẩm thâm vi diệu pháp. Dạ. Cái câu này xin đính chánh một chữ trong này là không có thẩm mà là thậm. Chữ thậm thâm chứ không phải là thẩm thâm. Chữ thậm là gì? Chữ thậm nghĩa là rất. Chữ thâm là sâu. Thậm thâm nghĩa là rất sâu. Theo cái bài kệ này á, nó bốn câu, bốn câu này là của, nếu theo truyền thuyết thì của bà nữ hoàng Võ Tắc Thiên. Khi mà bà thỉnh chư tăng vào trong hoàng cung để thuyết kinh á, thì bà nghe xong bà tỉnh ngộ và bà cảm thấy nó hay quá đi. Thì bà viết bốn câu này như một bài thơ để ca ngợi giáo pháp của Phật. Bốn câu này bây giờ nó trở thành ra một bài kệ khai kinh. Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Thật ra đây là một bài thơ ca tụng giáo pháp của bà Võ Tắc Thiên. Nhưng mà các tổ mình mới thấy cái bài kệ này nó hay quá, mà cho đến giờ phút này vẫn chưa có bài kệ nào khác để thay vào cái bài này. Cho nên mới đưa cái bài kệ này vào trong cái nghi thức tụng niệm đó. Chúng ta hay tụng kinh Nhật tụng đó, trước khi tụng kinh cái chúng ta tụng cái bài này. Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, tức là giáo pháp của Phật rất là thâm sâu, cao tột. Vô thượng thậm thâm, thậm thâm là rất sâu và không có gì cao hơn. Đây là giáo pháp của Phật. Dù mình có trải qua trăm ngàn ức kiếp cũng không dễ gặp đâu. Chứ gọi là bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ là khó mà gặp chứ không phải dễ nữa. Nan tao ngộ, chữ tao là tao ngộ là mình được gặp. Ngã kim kiến văn đắc thọ trì, con nay thấy gọi là kiến, văn gọi là nghe, đắc thọ trì là được thọ trì. Tức là cái câu này nó nói lên ba cái may mắn của mình là thấy, nghe và thọ trì. Ví dụ như quý vị nghe nói, nghe nói Lương Hoàng Sám là thấy. Thấy được quyển Lương Hoàng Sám là gì? Là kiến. Kéo cuốn kinh nó ra, mở đột tụng gọi là gì? Đắc thọ trì. Ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nguyện mở hiểu rõ được cái giáo lý, cái giáo nghĩa của Phật nói. Thì cái câu này là của cái bài kệ này, theo truyền thuyết thì của bà nữ hoàng Võ Tắc Thiên. Và cái câu trong này là thậm thâm chứ không phải là thẩm. Chữ thậm là rất, chữ thâm là sâu. Rồi câu hỏi cuối cùng ha, còn mấy câu kế thì Pháp Hòa sẽ nói chuyện sau. Đã từ lâu má con nguyện sẽ cúng trai tăng cho bà nội của con đã mất cách đây 70 năm. Bà nội mất sau khi sanh cô tám của con khoảng 3-4 tháng. Má con chưa từng gặp bà nội lần nào, chỉ nghe ông nội và ba của con kể lại. Bà nội mất khi còn rất trẻ, hơn 30 tuổi. Nhân mùa báo hiếu năm nay, má con muốn thực hiện lời nguyện của mình. Má con muốn hỏi là có nên cúng trai tăng hay không, và cúng như thế nào là tốt nhất cho người đã mất. Cái việc mình cúng trai tăng nghĩa là gì? Chữ trai tăng nói đơn giản là một bữa cơm để cúng dường cho quý tăng. Chữ trai này là bữa cơm trưa, bữa cơm chay. Tăng này là chúng tăng. Trai tăng đơn giản chỉ là một bữa cơm cúng dường cho chư tăng thôi.
Rồi ngày nay chúng ta mới thêm những cái phần quà như là cái khăn lau, mặc cái khăn tắm, cái bàn chải cùng xà bông, đó là mình thêm làm quà thêm, chứ còn nghĩa của chữ trai tăng đơn giản là bữa cơm trưa. Vậy thì mình cúng dường trai tăng không nhất thiết phải đợi người chết mới cúng, bất cứ lúc nào mình có thể cúng được hết. Bên truyền thống của Nam Tông là các vị cư sĩ Phật tử tại gia họp lại đó, là chia nhau mỗi người gia đình một ngày nấu thức ăn lên cho chư tăng, chứ chùa chư tăng không có nấu. Một tháng 30 ngày là người ta luân phiên. Thí dụ như có 10 người thôi thì 10 gia đình đó tháng nấu 2 lần. Tại vì tháng 30 ngày mà có 10 gia đình nấu thì tháng đó người ta nấu 2 lần. Đó là cái truyền thống. Và người ta vui vẻ đi người ta làm việc đó, tại vì truyền thống là chư tăng ở trong chùa không có nấu ăn, chỉ đi khất thực. Mà bây giờ nếu không đi khất thực thì các vị cư sĩ ở nhà nấu lên cho các vị, thì cũng là một hình thức trai tăng đó. Ngày nay á, là các chùa là tự nấu nhiều hơn, thành thử lâu lâu có sự kiện là Phật tử đến nấu thì nó tự nhiên nó thấy có cái gì đó nó hơi đặc biệt, thành thử gọi là lễ trai tăng. Thì quý vị muốn cúng cách nào đó cũng được, hồi hướng cho người mất người còn gì tốt hết. Nhưng mà cái mục đích chỉ là bữa cơm để cúng dường, còn cái phần thêm là mình muốn quà cáp cúng dường thì là tùy mình. Tốt hết, mất lâu mất nao gì, mới đã mất gì đâu có sao. Tại vì khi mình cúng trai tăng đó là đương sự mình làm là người còn sống đã nhận được cái phần lợi lạc ngay cái hiện tại rồi. Còn mấy câu nữa thì mình xin để lại, có thể là cái bữa cuối, cái ngày Pháp Hòa còn sinh hoạt với đại chúng bữa cuối trước khi chia tay, thì có thể xin một khoảng thời gian ngắn để Pháp Hòa chia sẻ mấy câu còn lại thôi. Vì bây giờ cũng 9:15 rồi, đại chúng mệt chưa? Thiệt không? Đó. Thấy nãy giờ chống càm, chống mắt dữ lắm. Thì thôi để cho đại chúng nghỉ ngơi ha, rồi có gì thì Pháp Hòa sẽ tiếp tục sinh hoạt cho quý vị. Thì mong đại chúng qua buổi sinh hoạt này đại chúng cũng có chút ít bỏ túi giải thích được một chút gì đó mà quý vị thắc mắc. Nếu điều gì mà chưa có thỏa đáng thì có thể quý vị sẽ tìm hỏi ở các bậc cao đức hơn. Còn khả năng em chỉ nhiêu đó thôi. Xin cảm ơn đại chúng, chúc đại chúng an lạc, ngủ khỏe.